Có vị nói Phật cấm ăn ngũ vị tân là hành hạ tỏi nén và hương cừ, còn khử dầu bình 5 lít 1 ký củ kiệu, sát kiệu để riêng, khi nào cần xài món gì thì lấy ra xài, dầu để nguội cho vào bình để chiên xào, kho nấu ba rô thì sắc ra trộn vào hột vịt làm chả dĩa và chả cây, có khi để cả cây vào son nước nấu lẫn cho nước lẩu cho lâu rồi lấy ra, hoặc có khi giả lấy nước cho vào nước lẩu, như vậy có phạm giới không? Có không? Nhớ bây giờ các chùa xài cái này rất nhiều, nó không có trong bài học chúng ta, nhưng mà cái trong này cũng mới giới luật, với Bồ Tát giới cũng cấm nha. Bên giới tỳ kheo ni có cấm không? Cấm ăn tỏi. Khi mà Thâu Lăng Đăng Đà là cái vườn tỏi của ông ta, thì là ông kia ông hỏi cô có cần không. Thâu Lăng Đà nó bữa nào không có tỏi, nuốt côn không vô. Bên tỳ kheo không có, 250 giới tỳ kheo không có cái giới nào cấm ăn tỏi, nhớ nha. Mà bên Bồ Tát giới là cấm vấn đề ngũ vị tân, hành hạ tỏi nén và hương cừ. Còn bên giới của tỳ kheo ni ba vật đề thì có, nhớ. Còn bên tỳ kheo thì bên yết ma, yết ma có cấm hàng tỳ kheo ăn tỏi, ăn ngũ vị tân. Nên Phật mới là khai cho, tại vì khi mà cấm ngũ vị tân như vậy mà tỏi trị bệnh nó hay, thì trị bệnh phong hoặc giả là bệnh là hàng, như ngày Xá Lợi Phất ngày bị bệnh, rồi thầy thuốc mới là kêu Xá Lợi Phất nên dùng tỏi. Đức Phật nói Đức Phật cấm, rồi thưa Đức Phật thì Đức Phật nó mở ra, trong thời gian ông dùng trị bệnh như vậy thì không được sinh hoạt với chúng, không được nghe pháp, không được đi nhà vệ sinh chung của chúng như vậy, phải ở riêng ngoài. Đó là trong yết ma có để vấn đề đó. Thì dầu kiệu á nha, là không có cái từ mà Đức Phật cấm hành hẹ tỏi nén mà không có nói gì kiệu, nhưng mà đại chúng thấy kiệu nó cũng hôi, thì cũng chung một cái gia đình dòng họ của cái ngũ vị tân này, kiếm nước sạch. Mà thấy nhiều chùa coi như là cà rốt với là ta làm dưa chua đó nha, thì không nên, cái đó mình cũng nên tránh. Thầy trong kinh có nói nếu mà ăn chín thì sanh dâm, còn ăn sống thì sanh sân, nhớ cái đó mình tránh. Ví dụ như hành hẹ tỏi nén mình da vào trong đó dòng nó thơm nó ngon chút, nhưng mà cái tai hại nó lượng thì nên tránh cái này. Thành mới nói là nấu nước hay này kia nọ. Chính là Hòa Thượng Nhân Đức có nói, Hòa Thượng nó xuống Sài Gòn, Hòa Thượng ăn cơm không được, không có dám ăn chỗ nào đó. Chỗ nào cũng có khử dầu bằng ấy, hay là nấu những ngũ vị tân trong đó. Đại chúng nhớ, mà những chùa bây giờ họ sử dụng rất nhiều, chẳng những vậy mà họ còn ăn củ hành to nữa, làm gỏi rồi là xào rồi là nấu cà ri gì đủ thứ trong đó. Cái đó không nên nha. Luật cái vấn đề là cái này là hoàn toàn nó phủ nhận vấn đề này. Thầy nghe họ những cái người mà nấu bếp á, họ nó không sử dụng cái này thì có cái khác thế vô cũng được, như là xả chẳng hạn, khử dầu cũng được, tại sao mình không sử dụng, phải không? Một cái thứ khác cũng được. Thành cái này nếu mà chúng ta không biết thì thôi, còn nó biết nó rõ ràng trong giới luật có học như vậy mà chúng ta cố tình như vậy là coi như là mình làm trái lại. Này chúng nhớ, nên tránh bớt. Chứ thậm chí củ hành mà tròn bằng bắp tay cũng vẫn để mà làm gỏi ăn, hành tây hành gì đó, thì nên tránh nó đi nè. Trong cái ngũ vị tân này, trong giới tỳ kheo ni có cấm về ba vật đề, chúng ta chưa học tới. Thứ hai nữa, trong Bồ Tát giới có cấm vấn đề đó, thuộc về cái tội khinh cấu, 48 tội khinh đó. Trong chỗ này có ai có ý kiến về trong cái ngũ vị tân nào? Thầy chỗ này thầy không có khai chỗ nào hết đó. Khai khi nào bệnh trị không nổi là Đức Phật khai cho Ngài Xá Lợi Phất á. Còn nói nếu mà khai để mà cho khử dầu, cho ăn thơm, ăn ngon miệng, thì cái đó cái người xuất gia đệ tử Phật thì nó trật à. Ăn để cho ngon miệng thì cái đó nó trật à, phải không? Thì cái nó thuốc không, đâu có chỗ nào Phật nó ăn để cho ngon đâu. Cái thuốc trị bệnh, tam đề ngũ quán vì cái bệnh ghẻ đói nên phải lấp cho đầy cái ghẻ đói. Vì thành Phật mới sử dụng cái bữa ăn này. Thì mình thấy là thuốc hết, thì Phật đâu có kêu mình ăn phải đó cho nó ngon miệng hay ăn cho nhiều này kia, không có vấn đề đó. Nhớ nha đại chúng, có những cái mà không đáng lắm, những cái mà nó nhỏ
chúng ta nên giữ. Ví dụ như cái sự ăn uống đó, nó ăn ngon miệng chút, nhưng mà mình nếu cái người tu, người có trí, nhớ người tu là người có trí, ngon ở chỗ nào mình phân tích. Nếu để ở ngoài kia thấy nó ngon thì chưa đưa vô miệng sao ngon? Không ngon. Mà ngon đó là tưởng tượng thôi. Mà khi đưa vô miệng rồi ngon không quá mấy giây, mà ngon chừng nào làm nuốt mau chừng đấy. Phải không? Nó không ngon thì ngầu nhơi hoài à. Còn ngon thì nó nuốt, nuốt rất mau. Mà nuốt vô rồi nhả ra còn ngon, nó không ngon, chứ ăn lại sao ăn được. Cả vấn đề chúng ta phải là người xuất gia, phải quan sát vậy đó chứ. Ngon cái chỗ nào? Không ăn thì không được. Tại cái ghẻ, ghẻ đói này nó hoành hành. Vì cái thân này nó tiêu tủy thì rốt cuộc phải ăn. Mà ăn mà nó ngon như vậy đắm trước vào trong cái ăn đó, nó thành nó một ở trong ngũ dục rồi. Thành nhớ à, thì cái đó là cái mà nếu tu chúng ta quan sát, cái nào cũng quan sát. Những cái việc nhỏ mà chúng ta không để ý đưa đến cái việc mà nó lớn. Thành Đức Phật thường thường một giọt nước nhỏ nhưng mà lâu nó cũng đạt cái chum lớn. Thế thành nếu mà chúng ta ăn những cái ngũ vị tân như vậy là cái dục nó phát. Nhớ cái ăn chín thì nó sanh dục, mà ăn sống thì nó sanh sân. Mà những cái đó là mà cái người tu đó tối kỵ là cái dục ái của cái thân, rồi là về cái sân hận của cái tâm nữa, cả một vấn đề. Thành là chúng ta không có khử dầu bằng ba cái đó cũng đâu có chết chóc gì đâu. Là nếu mà trong luật không cấm thôi, mà trong luật đã cấm rõ ràng vậy mà cố tình thì cái đó cái lỗi lớn nha. Nhớ mà dường như là chùa nào bây giờ là 95% đều là sử dụng ba rô với sử dụng kiệu để mà khử dầu, có không? Có, cái đó khó lắm. Thành nếu mà chúng ta có học rồi cũng nhờ là nhắn nhủ những người khác hoặc giả trong đại chúng chúng ta, nếu mà học lớp học này về mình nấu mà cũng dẫn ba cái việc đó thì coi như là không thuộc bài nha. Nó có tàu cái đó chứ, đã mình đã biết cố tình, mình không biết thì nó là không biết. Đây mình học rõ ra mà mình cố tình mình như vậy đó, cái tàu nó nặng hơn. Đó là chúng nên tránh.
Yeah.